Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là thứ mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, chưa mai hôn trên môi em, bốn hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Xin như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sẽ đem một tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Giới thiệu cho cả nhà được biết, tôi Mộng Mây, đồng ban giám khảo và quản lý tất cả các thí sinh là người đẹp. Trời ơi, cái bà mẩy mông này, bà tào lao vậy trời. Mẩy mây vậy? Mộng Mây. Ơi Mộng Mây, Mộng Mây đốc tâm bảy mà nghĩ thì sao? Nhìn bộ đồ là thấy cái gu thẩm mỹ thì sao nè, tuần này bộ hết người hay sao thì kêu bà làm ban giám khảo đi trời. Nè, nói thì chị biết nha, tôi là sống trong nhung lụa, năng khiếu của tôi là ngắm vuốt trong gương và diện quần áo đẹp. Chẳng qua là tôi muốn sống thanh bạch kín đáo, cho nên á cái chuyện ăn mặc xe xô váy ngắn cũng ngắn cỡ màu sắc lố lăng như chị chỉ là chuyện mũi. Vấn đề là kín đáo và nề nếp để làm gương cho lớp trẻ thôi. Thôi thôi được rồi, trời ơi, mày cũng bớt cái miệng mày lại đi. Thằng rớt tờ giấy đâu mà đưa cho bà ta lẹ lẹ để thôi người ta đuổi hết cả đám bây giờ. Lẹ đi nè, giấy nè. Giấy gì? Giấy gì vô đây chứ gì nè, coi đi, của ông Tư Hăng đó. Của Tư Hăng? Của Tư Hăng thôi mà làm quá. Bà không sợ luôn à? Giấy của ông Tư thôi mà. Vô đi. Đây. Đi. Vô đi đâu bà. Nè nè nè. Làm cái gì chụp chụp, bây giờ tôi đuổi ra bây giờ nghe chưa? Nè nè. Chị ơi, chị đi vô em đi chị, chờ chị đứng đây chị nói hoài luôn em. Anh còn nguyên gia đình tới đây gặp nó, nhớ nó, mà để thằng già này ngồi một đống ở đây vậy hả? Trời ơi, nè nè, con nói chuyện với má nè, con nhớ mày quá. Ê, sao bữa nay ốm quá vậy, ốm quá vậy? Trời ơi, đi qua coi gì đâu mà cực khổ lắm luôn hả má? Không, bà đẹp ra đúng không mình? Đẹp, đúng rồi. Đẹp ra. Công nhận chỗ này cái lò lúc này ngon hả bà? Ừ, được. Con xấu đút vô, đút nào nó đẹp liền bà ơi. Vậy bà xấu hả? Không phải là đó, nó được á, hồi đó mày đẹp ba, xong rồi vô đây đẹp hơn á. Dạ. Dạ. Nghe ông nội nói nè. Tao không nói chuyện với má nè con. Nữa. Má. Không hoài vậy. Trời, ba của mày á nói là ý là nói mấy nhỏ kia. Dạ. Mấy nhỏ kia xấu rút vô đẹp, còn con là con đẹp từ trong trứng con đẹp ra rồi. Mày không thấy nó hay sao?
ốm nhôm ốm nhách rồi mặt mày nó xanh lè xanh lét. Nè con ở đây thấy cực khổ quá, về nhà với ông nội nha con. Ba, ba kỳ quá, nhỏ chưa đi mà cứ kêu về hoài, xui dễ là xui không à. Kỳ xui không à. Dạ. Bây giờ á, con là phận con cháu, con gặp ông nội, con chào ông nội tiếng. Chào đi con. Dạ, ông chào ông nội. Ừ rồi, nói chuyện với má thôi. Nghe lời má thôi, đừng nghe lời ai hết, nghe không? Dạ, dạ. Ừ, nhưng ông nội cứ nói gì kệ ông nội. Dạ. Không phải ông nội, ý của má con là cho dù có cực khổ nhưng mà con sẽ ở đây con quyết tâm con cố gắng giựt cái dải hoa khôi của phường ánh sao mình. Ê dạ bậy dạ. không được cái giựt con, mày giựt trúng quýnh mày chết, mày lãnh giải đàng hoàng đường chính chính cho má, tự nhiên mày chạy tới mày giựt người ta quýnh. Tao lao quá hả, giựt giải là nó nói theo cái kiểu mà giống như là trong mấy cuộc thi trên TV đó, giựt giải lấy giải rinh giải đồ đó. Tôi nghĩ là giựt giựt cô hồn hả? Không, tôi tưởng đâu là hàng tôm hàng cá chạy tới giựt cái bỏ chạy. Trời ơi tao lao quá. Con quên nữa. Sao? Thôi gia đình mình ở đây đi nha, ở đây đi, tại vì con phải chạy lên phòng á, con chuẩn bị cho ngày mai á, con phải đi chụp hình nữa má. Ủa mai chụp hình rồi hả? Dạ, mai được vào đồ đẹp chụp hình rồi đó. Trời ơi má, nó chụp hình rồi, chụp ở đâu hả con? Dạ chụp hình ở ngoài vườn rau này nè. Bây giờ này nào cắt cỏ vậy? Em chào anh. Em chào anh. Chào anh. Chào anh. Dạ. Hỏi ai? Là em tìm anh Tư. Tôi là là anh ạ. Có đơn cậu muốn gặp Anna tôi giữ đây để cho ban tổ chức duyệt coi sao. Hai bữa tới tôi trả lời. Em để yên một chỗ người ta mới chụp hình được, để yên. Hôm nay chúng ta chụp hình với chủ đề những hoa khôi người mẫu của phường ánh sao chúng ta. Trồng rau, trồng cây, hái trái, làm vườn. Cho nên các em hãy đưa cao những cái sản phẩm mít, xoài, ổi, măng cục, những cái cây có trên tay các em đưa ra để thợ chụp hình chụp, nghe hiểu chưa? Dạ. Tạo dáng nhiều anh cái. Dạ. Chụp tôi làm chi, chụp mấy người này nè. Rồi. Ừ. Chào các bạn. Anh ra. Ừ, tránh ra. Đây là một trái xoài, xoài này là do chính tay mình hái đó. Từ từ em ơi. Chào các bạn, đây là trái mít do chính tay mình hái đó. Rồi rồi. Trái mít hơi non nè. Qua anh ấy làm gì vậy? Dạ anh Tư. Ba em cứu. Em cứu dạ. Em tạo cái tư thế. À dạ. Em tạo tư thế em cứu, em đứng cười. Đó. Dạ. Tạo hình ở tạo tư thế cứu. Rồi, đẹp quá. Đẹp đó, quá. Đó, đó, thấy chưa? Rồi, cười tươi lên. Đó. Rồi, tắm nữa nha em. Anh Tư. Dạ, em chào anh Tư. Chào em. Dạ. Anh Tư ơi, đây là được duyệt cho anh Tư. Bây giờ là không phải giờ làm việc. Dạ. Anh có thể tâm tình với em giống như là đôi bạn trẻ, mình có chuyện gì mình nói ra hết. Được chứ anh. Dạ. Anh xin trình bày với em là chuyện như vậy. Dạ. Là kể từ ngày mà các người đẹp, các hoa khôi trong phường của mình dạ. tập trung về ngôi nhà chung này thì tình hình đàn ông và thanh niên trong phường của mình rất là rối rắm. Đúng, anh nói đúng. Nào là đơn người cha xin gặp con. Dạ. Rồi người ông xin gặp cháu. Rồi đơn bồ bịch yêu đương trai gái, nó rất dồn dập. Dạ. Cho nên ban tổ chức giải quyết không được, bị dồn nghẽn, bị ứ động. Dạ. Coi như là em đợi 2 ngày nữa đi. Dạ. Trời anh Tư. Trời, 2 ngày nữa. Trời ơi, em chịu không nổi đâu anh Tư ơi. Bây giờ không nhìn cái đơn gì hết. Miễn sao em được gặp đúng không anh? Bỏ đơn đi vớ vẩn. Em đứng lại đi. Anh rất yêu quý em. Dạ. Trời ơi anh Tư ơi. Nhưng mà để em vào trong mà em gặp Anna. Dạ. Anh sẽ bị kỷ luật. Hả? Còn Anna sẽ bị cấm thi vĩnh viễn. Trời. Còn riêng gia đình em sẽ bị tước danh hiệu gia đình văn hóa. Hả? Ủa mà chưa. Gia đình em chưa cấp văn hóa. Anh duyệt rồi, anh sắp sửa cấp. Hả? Đừng để cắt, ổn lắm. Ồ, dạ, dạ. Vậy để mai em vô, em thăm Anna. Chào em. Em hiểu rồi. Vậy thôi, em sẽ về trước anh Tư. Tạm biệt em. Dạ, em chào anh. Sao tôi mến cậu này quá.
lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi có tiếng anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt